Mình xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị và các bạn nha. Hiện tại bây giờ khoảng 8 giờ sáng. Bây giờ đã chính thức bước vào là mùa đông rồi nha. Mà ở tại tiểu bang của mình ở đây thì cũng vẫn lạnh, nhưng mà không phải là quá lạnh. Cũng như còn một số cây thì cái lá nó cũng chưa có mà rụng hẳn hết nữa. Cũng còn lác đác. Ở những tiểu bang phía Bắc thì coi như là đã hoàn toàn là bị lạnh rồi, tuyết rơi nhiều rồi. Ở đây thì vùng Đông Nam nên chỉ có lạnh mà thôi. Hiện tại bữa nay là sáng Chủ nhật nên đường phố cũng rất là vắng vẻ. Và hôm nay thì bầu trời mình nhìn thấy cũng không có nắng. Thông thường thì vô mùa đông nó vậy đó. Có những ngày thì nắng đẹp mà cũng có những ngày thì không có nắng. Thấy là mấy chiếc xe ở phía trước mình á. Ở đây mình thấy buổi sáng sớm á, cái khói nó bốc lên từ cái ống bô á, nên là do cái thời tiết. Khoảng lúc 2-3 giờ sáng nữa là lạnh, nó còn có 0 độ thôi. Nhưng mà bắt đầu buổi trưa thì nó sẽ ấm hơn. Nên thấy khi mà họ chạy ra đường sớm á, thấy xe là nó bốc khói á. Cái cuộc sống thì ở Mỹ này, ở tiểu bang nào cũng vẫn vậy hết nha. Thông thường thì vào cái buổi sáng Chủ nhật á, luôn luôn là yên tĩnh. Những ngày mùa hè hoặc là ngày mùa đông cũng vẫn vậy thôi. Sáng sớm cũng không ai ra đường hết. Thông thường thì người ta đi nhà thờ. Hoặc là tối hôm qua thì tối thứ bảy, nhiều khi rồi nhậu nhẹt ăn uống rồi mệt. Giờ này cũng chưa thức nổi đâu. Cho nên đi có một số người thì có cái chuyện gì cần người ta mới đi ra đường giờ buổi sáng Chủ nhật mà thôi. Ở thành phố lớn á, thì nó có phần nó sẽ đông vui hơn chút xíu. Nhưng mà mình ra ngoại ô ngoài á, thì là nó càng vắng. Nó bên đường có mấy cây này nè. Cây thông thì cũng như có những cái cây này cây kia nó mà khi lạ quá mình cũng không có biết được là cái tên hết nữa. Cũng chưa có mà rụng hẳn hết. Đang chạy ngang cái khu vực chợ Việt Nam ở phía bắc của thành phố Atlanta. Khu này thì bây giờ người Việt Nam mình về đây định cư đông nhất rồi. Từ trước giờ về đây thì có chợ nè, nhà thờ nè, chùa nè, cũng rất là gần ở là khu này. Giống như nhà cửa ở đây thì cũng còn tương đối là dễ tìm kiếm, cái giá nó cũng còn thấp, không phải là quá cao. Ở chợ thì nằm phía bên tay trái chút xíu đi, mình sẽ vòng lại. Giờ này giống như chạy đảo chơi một vòng vậy đó. Nó hai bên đường thì các cơ sở thương mại của người Việt Nam mình là nhiều ở đây, ngay trong khu này. Hiện tại bây giờ ở bên ngoài khoảng chừng 35 độ F, nghĩa là độ C khoảng cỡ chừng 2 độ C. Như vậy cũng được xem là bị lạnh rồi. Ở những tiểu bang ở miền Bắc, miền Trung Tây nước Mỹ thì mấy ngày hôm nay thì coi như cái nhiệt độ nó âm cũng nhiều lắm nha. Mình ở đây gì là cũng đỡ lắm rồi đó. Hiện tại bây giờ mà nói tiểu bang mà không có bị lạnh, chỉ có ở tiểu bên Florida mà thôi. Ở bên đó thì vẫn còn nóng, còn ấm. Florida thì nó chỉ đôi khi chỉ bị lạnh vào tháng 1, tháng 2 mà cũng ít lắm, không có nhiều.
cách đây mấy ngày ở bên tiểu bang California có một cái trận động đất cũng được xem là lớn nha. Nhưng mà cái thiệt hại về người là không có, chỉ có một số nơi thì bị gọi là hư hại về đường xá mà thôi. Nhưng mà so với các trận động đất trước đây đó thì trận này được xem là lớn. Cho nên ở bên tiểu bang California đó có nhiều người nói cho vui, nói cái đặc sản ở bên Cali là động đất hàng năm đều có nha, nhưng mà đôi khi là nó quá nhỏ cho nên người ta cũng không có chú ý nhiều, chứ năm nào cũng có hết á. Bây giờ đó thì ở tiểu bang Florida cái đặc sản là cái mưa bão, Cali là động đất, còn mấy tiểu bang ở phía bắc thì giống như vô mùa này thì là cái tiết bão tiết, cho nên đây mỗi một vùng nó cái thiên tai thời tiết nó sẽ có một cái là nó khác nhau. Nhưng mà mình thấy sau này đó thì nhiều người khi mà nói tới cái động đất ở bên Cali đó thì đôi khi cũng có một số người người ta nghe người ta cũng sợ, tại vì họ cứ họ đón có thể sẽ xảy ra những trận sẽ là lớn hơn nữa, nhưng mà không biết là có hay không. Có một số người thì họ nói cũng vẫn bình thường, sống thì sống thôi, họ không lo. Nhưng mà có một số người thì đâm ra là cũng lo ngại. Sẵn ghé ngang khu này cũng là khu người Việt Nam ở đây nhiều nè, kế bên chợ Việt Nam. Khu này giá nhà nó tầm khoảng 450.000. Cũng có căn thì thấp hơn chút xíu, mà cũng có căn là cao hơn, tùy theo căn. Tối hôm qua là tối thứ bảy, chắc cũng tụ tập vui chơi ăn uống, nhà nào nhà nấy xe đậu quá chừng luôn, đậu tràn ra đường luôn. Nhiều khi tiệc á, đến nhà người thân quen này chơi đó thì xỉn đâu có dám mà lái về, đậu ngủ lại ăn đêm. Thì bây giờ hôm nay cũng là ngày chủ nhật, sau đó thì mới đi uống cà phê, đi ăn uống đi về. Ở bên Mỹ này đó thì ở cách nhau khoảng chừng tiếng, hơn tiếng đó, thì chỉ có gặp nhau là vậy thôi, cuối tuần rồi mới đến chơi và ngủ lại luôn. Nếu có người lái xe về được không uống bia rượu thì về, còn không là phải ngủ lại. Cái này cũng là được xem là khu Việt Nam ở đây, khu đông, gọi là đông người Việt luôn. Trời, đường này đậu xe còn dữ hơn đường phía bên kia nữa. Cũng vui. Nhà cửa ở đây đó thì thông thường ở đây cái nếu mà kiếm giá nhà khoảng 420-450 thì dễ kiếm. Vòng vòng đây cũng gần chợ búa nè. Nhất là người lớn tuổi thì đi chợ gần, đi bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ. Khu này cũng hơi lớn á, thôi vòng ra chạy qua mấy khu khác xem chơi đi, xem cho biết về cuộc sống ở phía bắc của thành phố. Từ chợ Hồng Kông, chợ Việt Nam chạy lên đây nếu mà học kẹt xe chưa tới 10 phút. Khu này khu Thất Khờ này giờ người Việt Nam mình ra đây cũng nhiều. Vòng vòng những cái con đường xung quanh ở đây nè, cũng như sẵn mình sẽ ghé vô đi một cái khu của người Việt Nam mình ở đông ở khu Thất Khờ này nha. Khu này giờ mình thấy nhà cửa cũng mắc tiền. Khúc này những ngày thường xe cộ rất là đông, nhưng mà do sáng chủ nhật nên vắng. Do cái vị trí khu vực này nằm cũng gần các khu Việt Nam, chạy qua những cái khu chợ khác thì cũng gần luôn nữa, cho nên ở đây giờ thì nhiều người về khu này sống. Nếu mà nhà cũ ở đây thì cũng là còn rẻ,
khu này nhà cũ thì cũng là có nhiều. À, mình đi thẳng luôn á, thì mình cũng ra các khu Việt Nam khác, qua ở Duluth, ở Laurel View, Liêu Bình. Cali thì bây giờ nhà cửa nó quá mắc đi, tới cả triệu đô la cho một căn mới có thể là mua được, và cũng gọi là thường thôi đó nha, không phải sang nha. Rồi cái đời sống nó cao, ăn uống đi ăn phở, ăn hủ tiếu, đi uống cà phê thì cũng nó cao hơn các tiểu bang khác. Cho nên Cali thì nhiều người nói rằng nếu như khả năng mà kiếm tiền nhiều là không có dám dở đâu. Cali phải dành cho những người khá giả, dân làm chủ cả, dân kỹ sư, bác sĩ rồi đó thì mới dám về ở. Ở khu Tucker, khu này khu cũng có nhiều người Việt Nam mình ở đây nè. Nhà ở đây thì mắc, khu này từ 500 ngàn đến trên 500 ngàn. Bốn phòng ngủ, ba phòng tắm, hay là năm phòng ngủ, bốn phòng tắm, nhà lớn ha. Chỉ chạy ngó ăn vòng để xem chơi thôi ha. Tại vì trên kênh của mình làm đó thì cũng có nhiều anh chị, nhiều bạn thì cũng thường hay tìm hiểu về nhà cửa ở phía bắc của thành phố Atlanta này. Tại vì cũng có người thích về đây, nói thích về đây định cư là thứ nhất cái đời sống nó không có quá cao nè, cái khí hậu cũng được xem là cũng tương đối tốt, chứ anh ta phải mình có ăn căn bán để là cơ bản. Nhà lớn nha, cái agent đứng ra bán căn nhà này cũng là người Việt Nam luôn. Do người Việt mình ở đây cũng đông đó, nên bây giờ người ta cũng làm trong nhiều cái lĩnh vực, nên về đây sống á, mới qua đây định cư thì cũng coi như là tốt. Nhiều người thì không có rành tiếng đó, mình cần cái gì thì giờ cũng có hết rồi. Chứ ở những tiểu bang mà chỉ là người Mỹ, người nước ngoài không thì đôi khi có những chuyện thì nó cũng hơi khó hơn chút xíu về là cái ngôn ngữ. Khu hồi nãy khu này cũng vậy ha. Như mình nói đó, cuối tuần thì giống như về họp mặt ăn uống chơi vui chơi vậy đó, nên xe cộ nhiều. Chứ thông thường những khu này đó một nhà để xe để được 2 chiếc. À, nhiều lắm mà đầu ở ngoài sân chiếc là 3 chiếc thôi, nhưng mà giờ tới cả 4 chiếc, 5 chiếc luôn, nghĩa là bạn bè anh em rồi người thân á về. À, với một căn nhà trị giá khoảng 400 mấy 500 ngàn đi, nó thì bây giờ ở đây gọi là cái thuế nhà hàng năm trung bình khoảng 1%, so với ở nhà cửa so ở đây, so với ở bên Cali thì nhà ở đây được rẻ hơn rất là nhiều nha. Nhiều người nếu mà bán một căn ở bên Cali về đây mua được tới cả 3 căn ở đây á. À, trong những năm qua đó thì mình thấy người Việt ở bên Cali thì họ mua về ở Texas là nhiều. Texas thì nhà nó rẻ hơn mình ở đây, rẻ hơn một chút xíu, nhưng mà cái thuế nhà thì nó lại là cao hơn.
Phía trước mặt mình là khu nhà townhouse, nghĩa là họ cắt nguyên một dãy 4 căn nó dính liền với nhau đó. À, những khu này thì cũng lâu đời rồi, cũ rồi. Nhưng mà ở đây bây giờ mình thấy người ta cắt cái dạng này cũng nhiều. Tại vì gần vô thành phố đó, đất ít á. Và cũng như có những người ta không thích mua nhà quá lớn ở bên ngoài, cắt cỏ mệt, dọn dẹp không có thời gian, đó, ta thích nó nhỏ gọn này nè. Thì cái bất lợi của như cái dạng này đó thì nó liền dách, nhiều khi cái căn kế bên, bên đó họ ồn ào này kia đó, cái thì nó hơi khó chịu chút xíu. Chứ còn những cái khác thì nó cũng giống như cái căn nhà mình ở là bình thường vậy thôi. Nhưng mà cái này cũ quá thì nhìn thấy nó xấu nha. Chứ townhouse đời mới giờ người ta xây đẹp lắm, mắc tiền. Sáng chỉ chạy chơi vòng để mình biết về cái cuộc sống ở phía bắc của thành phố Atlanta này nha. Từ đây thì mình vào tới trung tâm của thành phố Atlanta khoảng chừng 20 phút mà thôi. Giờ cái mình vòng trở lại khu chợ Việt Nam. Bây giờ thì bắt đầu là có nắng lên rồi đó, cũng gần 9 giờ sáng rồi. Thì cũng có thể nói mình sống ở đây thì cũng gọi là nhiều năm ở thành phố này rồi. Mình thấy nói về cái thời tiết, cái thiên tai thì ở đây thì rất là ít nha, rất là hiếm luôn á. Đôi khi thì chỉ bị là ảnh hưởng thôi, từ ở dưới tiểu bang Florida, ở dưới có những trận bão lớn thì mình ở đây ảnh hưởng thôi. Và cách Atlanta này khoảng cỡ chừng 3-4 tiếng á, thì nó bị ảnh hưởng nhiều. Chứ còn nói ở xung quanh thành phố này thì trước giờ cũng rất là bình yên. Vào mùa đông á, thì thỉnh thoảng thì cũng có tuyết rơi nhẹ, cũng ít thôi, thỉnh thoảng thôi. Có đôi khi cũng dài 3 năm mới có một lần. Chứ những cái tháng mùa đông á, thông thường thì chỉ bị lạnh mà thôi. Đó thì là cái đời sống ở đây như vậy đó. Thì nhiều người thích là thích cũng là những lý do này: thời tiết, nhà cửa, cuộc sống không quá ồn ào, không quá sôi động, dễ sống. Ở đây chợ Việt Nam bây giờ gọi là chợ lớn, ở đây giờ cũng có 3 khu 4 khu rồi nha. Cách đây cũng 10 phút 15 phút mà thôi. Khu này thì ở gần nơi mình sống ở đây, thường mình cũng thường hay đi ra đây nhất. Một buổi sáng thì ở đây thì nó cũng bình yên yên ngã vậy đó. Sau những ngày làm việc thì sáng chủ nhật thì người Việt Nam mình ở khắp nơi, ở cách đây khoảng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng gì đó, hay là ở, gọi là ở những tiểu bang xung quanh, thông thường thì về đây đi chợ thăm người thân, bạn bè, uống cà phê rồi chơi rồi vậy đó. Là sáng chủ nhật ở đây rất là sung túc. Giờ này chuẩn bị chợ mở cửa rồi, chưa có mở nha, nói chứ có chuẩn bị mà thôi. Buồn thì là nó có buồn rồi đó nha. Nhưng mà ở Mỹ này đó thì nó buồn nhưng mà thì là nó dư. Chứ ở chỗ đông người thì mình quan hệ nhiều, nó có nhiều chỗ để mua sắm, để ăn uống, để vui chơi. Thì như vậy thì nó không dư. Chỗ buồn thì đi làm về ở nhà tối ngày, ít có tiếp xúc thì được con cái thì là nó dư. Nói chung là được cái này thì nó mất cái kia, cũng không có hoàn hảo được hết. Nhưng mà mới tới thì mình thấy nó buồn thôi, chứ mình ở một thời gian thì nó cũng quen.
nói chung đi làm xong rồi về nghỉ ngơi cho nó khỏe đi, đi làm tiếp thì thấy thì nó cũng được chứ quan hệ nhiều rồi cuối tuần vui chơi ăn nhậu gì đông ra cũng mệt lắm. Thôi mình cũng xin kết thúc cái video chia sẻ ngày hôm nay lại đây, xin cảm ơn hết tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Mình xin hẹn gặp lại ở những video kế tiếp nữa.